Tàu Generalissimus Suvorov, tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Boria của Nga, sẽ thực hiện hành trình đến căn cứ thường trực của hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 8 tới. Theo hãng tin TASS, thông tin trên được một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ. Vào tháng 8, tàu ngầm Generalissimus Suvorov sẽ thực hiện hành trình từ hạm đội phương Bắc đến hạm đội Thái Bình Dương. Hành trình sẽ được thực hiện dọc theo tuyến đường biển phía Bắc, bao gồm cả ở vị trí lặn, nguồn tin cho biết. Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, có thông tin cho rằng tàu ngầm Generalissimus Suvorov đã hoàn thành hành trình từ Severodvin đến căn cứ tạm thời của hạm đội phương Bắc. Thông thường, các tàu ngầm mới của hạm đội Thái Bình Dương sẽ di chuyển đến căn cứ thường trực qua tuyến đường biển phía Bắc vào mùa hè. Generalissimus Suvorov là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ tư của dự án Boria và là tàu ngầm đóng theo loạt thứ hai của dự án này. Các tàu thuộc dự án trên do Cục Thiết kế Trung tâm Kỹ thuật Hàng hải Rubin có trụ sở tại St. Petersburg thiết kế. Các tàu ngầm mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc dự án 955A Boria được thiết kế để trở thành trụ cột của lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Nga. Những tàu này mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava làm vũ khí cơ bản. So với dòng Borei cơ bản, tàu ngầm Boria có khả năng tàng hình, cơ động và hoạt động dưới biển sâu tốt hơn cũng như hệ thống kiểm soát vũ khí cải tiến. Tờ National Interest trong một bài viết xếp các tàu ngầm hạt nhân Borei của Nga vào danh sách những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà nhân loại phát minh ra. Theo tạp chí này, các tàu Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mỗi chiếc số đó có tới 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 8.000 km. Ngoài ra, các tàu ngầm này cũng được trang bị ống phóng ngư lôi 533 mm. Tàu Generalissimus Suvorov chính thức gia nhập Hải quân Nga vào ngày 29 tháng 12 năm 2022. Tháng 11 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo Bulava. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.